Đây là chỗ này bán áo để người ta cúng bà chúa xứ Châu Đốc núi Sam. Ủa nó anh lấy cái áo cho nó đó hả? À, áo này nhiêu tiền anh? Áo này 2,6 triệu. 2,6 triệu màu vàng. Ồ. Nó bằng vải gì ngủ hả? Nhung. Nhung. Rồi. Rồi giờ gói vô đó hả? Rồi. Ồ. Xong chưa? Rồi được rồi anh ấy anh cứ gói đi. Cái áo 2,6 triệu. Như chạm cái con gì hết á? Rồng. Rồng. Anh phải nói là nhà trọ Hoàng Phúc chứ. Đây là nhà trọ Hoàng Phúc hả? À. Nhà trọ Hoàng Phúc ở gần Miếu Bà nè. Mình là gia đình, mình giới thiệu nhà trọ luôn. Rồi. Này có mua áo, mua đồ ủng hộ rồi. Cái này mấy cái mão luôn đó hả? Dạ. Mão gì cái nhiêu? À, thứ 5 triệu, thứ 2 triệu, thứ 1 triệu. Ồ. Có nhiều loại giá hết ha. Dạ. 5 triệu là đồng bộ con đá hết. Ồ. Mấy này người ta mua nhiều không anh? Mấy cái đó ít hơn áo, tại vì cái đó đầu của công việc. Ờ. Áo là người ta mua nhiều lắm ha. Áo ta mua nhiều. Áo này là bao nhiêu chấm là ta mặc cho bà luôn không? Mặc cho bà luôn, còn cái mão là người ta chỉ chân bài thôi. Đúng xong đây như chân. Ít hơn mua áo. Cái này người ta vô ta mặc liền cho mình không? Bằng liền luôn. Đúng mình cúng xong là nhờ bà tình vận chị bà tình vận cũng thấy luôn à. Rồi. Lạ quá. Nãy giờ mình mới thấy áo. Đâu để cái tụi cực đúng là công phu. Này kết cái hạt vậy ha. Cũng tiếc. Cái cũng phải một con phù. Xong rồi có những thơm sạch cho bà luôn. Đây là thơm luôn. Anh mừng cảm luôn ha. Đây tôi đi theo. Anh đi theo luôn hả? Dạ. Dạ. Rồi đi vô. Rồi. Anh gọt cái này. Anh